Dạ em chào cả nhà, mình đã quay trở lại khu vườn nhỏ của em nha cả nhà. Ngày hôm nay thì em quay giao lưu cả nhà mình ha. Rồi những combo mai giống như bình thường nha cả nhà. Và hôm nay thì em có cái giỏ siêu nụ của nhà hàng này mình chơi Tết đó. Gốc khá là ok nha cả nhà, nên muốn giới thiệu với cả nhà mình nha. Rồi cả nhà, đây là cái mã B10 bên em nha cả nhà. Rồi mã đầu tiên ha, bên vườn là mã số B10 nha. Dạ hôm nay là ngày 24 tháng 9 nha cả nhà. Rồi mã số B10 là một cặp giỏ siêu nụ cả nhà. Dạ cặp này thì nó được 2,5 mùa nha cả nhà. Cây thì em ghép gốc bứng á cả nhà. Gốc bứng cả nhà, hai cái gốc rất là quái nha cả nhà. À, cái củ đẹp cả nhà. Cái này là hình thú nè cả nhà. Nó cái củ nở rất là đẹp luôn, củ nở hình thú nha. Cây cái tàn rất là xum xuê cả nhà ha. Đây cả nhà, em sẽ quay cả nhà mình xem thấy nó có chân nha cả nhà. Đây, nó có chân luôn nè. Rất là đẹp nha cả nhà. Đây cho cả nhà mình xem ha. Dạ cây này thì nó cái hoành thân chỗ này cả nhà nó tầm 9 cm nha. Rồi cái đây là cái hoành củ của nó thì nó bự cỡ bự hơn chân cái nha cả nhà, bự hơn ngón chân cái ha. Để em để cái tay về cả nhà mình có thể so sánh được ha. Đây cả nhà ha. Đó. À, chiều cao trung bình của cái cây này tầm 45 cm nha cả nhà. Đây ha, cái này ghép thì ghép được hai mắt bo ha. Rồi cái này là 2,5 mùa nha cả nhà. Cái này già mùa để cho mình chơi Tết nha. Nó cả nhà nhìn cái gốc của nó rất là quái ha. Rồi bên đây cả nhà cũng vậy luôn nha. Dạ bên đây cái cây này hoành tầm 10 cm nha cả nhà, 10 11 ha. Rồi đây là cái củ đế của nó cả nhà ha. Cái củ đế của nó là cả nhà mình khỏi chê luôn nha, rất là đẹp nha cả nhà. Rồi em cho cả nhà mình xem phía trên tàn nha. Tàn rất là xum xuê cả nhà ha. Dạ hàng giảo siêu nụ, hàng này chơi Tết nha cả nhà. Đang ôm nụ hết rồi cả nhà. Hàng này rất là xanh mướt nha. Cái này thì nó ra ngay Tết cho mình chơi Tết luôn cả nhà ha. Rồi cả nhà, với mã số B10 này nè cả nhà. Đây mã số B10 nha, cây rất là đẹp cả nhà. Rồi mã số B10 này ha. Rồi em sẽ giao lưu với nhà mình nha. Dạ giá là 700.000 em bao phí vận chuyển nha cả nhà. Cặp này em giao lưu với nhà mình 700.000 bao phí vận chuyển nha. Chiều cao trung bình của nó là tầm 45 cm cả nhà ha. 45 cm ăn lên nha. Rồi cả nhà, đây xoay một vòng cái cặp này cả nhà mình xem nha. Nó cả nhà hình thú nằm cả nhà rất là đẹp luôn nha. Giảo siêu nụ đế thú nha cả nhà. Đây xoay một vòng cả nhà mình xem nha. Rồi đó cả nhà ha. Thân thì đế thú rất là đẹp nha cả nhà. Cây thì nó xum xuê ha. Dạ một cặp rất là ok luôn cả nhà, nụ thì nhóc luôn. Rồi cả nhà, đây là phía trên tàn nha cả nhà, nó cả nhà nhìn thấy không? Cái vàng đế của nó cực kỳ đẹp nha cả nhà. Dạ cái này ha. Mã số B10 nha, em giao lưu với nhà mình giá là 700.000 bên vườn sẽ bao phí vận chuyển cho mình nha cả nhà. Dạ tiếp theo là mã số B11 cả nhà. Rồi B11 thì em sẽ giao lưu với mình nha cả nhà. Rồi đây là một cặp cúc thọ hương cả nhà. Hàng này mình chơi Tết cả nhà ha, rất là ok luôn. Dạ hàng này 3 mùa nha cả nhà, cây hoàn toàn liền cốt nha. Rồi em cho mình xem gốc nha cả nhà. Đây là cái gốc của nó ha, hàng hoàn toàn liền cốt nha cả nhà. Gốc rất là đẹp nha. Đây cả nhà, cái cây cái tàn nó xum xuê và nó đang có nụ luôn cho mình chơi Tết cả nhà ha. Đây cả nhà, nụ cúc thọ hương nha. Đây cả nhà, dòng cúc thọ hương thì cả nhà nụ như thế này tại thời điểm hiện tại thì rất là ok nha cả nhà. À có một số cây thì nụ nó còn nhỏ hơn nữa nha cả nhà. Tuy nhiên là nó vẫn kịp Tết nha cả nhà. Nụ nhỏ hơn vẫn kịp Tết nha. Dòng cúc thọ hương thì phát triển rất là mạnh nha cả nhà. Đây, hoa rất là to và hoa thơm bông chùm luôn cả nhà. Rồi ha, dòng cúc thọ hương thì ai chưa sưu tầm thì mình nên sưu tầm nha cả nhà. Cái dòng này gọi là đỉnh đó cả nhà. Hoa rất là đẹp ha. Nó khoảng chừng 5-7 ngày nó mới tàn nha cả nhà. Và nó rất ít rụng cánh hoa ha, ít lắm cả nhà. Nó rụng là nó rụng nguyên bông ha. Và khoảng chừng 5-7 ngày nó rụng là rụng nguyên bông luôn cả nhà. Cái số cánh hoa nó rụng rất là ít ha, nên nó giữ được cái hoa rất là lâu nha cả nhà, rất là đẹp luôn nha. Dạ cái cặp này thì tàn rất là xum xuê cho mình luôn cả nhà. Dạ chiều cao trung bình là tầm 45 cm thôi ha. Nhưng mà cái tàn của nó cả nhà ơi quá trời luôn ha. Cái tàn rất là xum xuê nha. Dạ cái tàn ngang của nó tầm 50 cm một cây nha cả nhà. Đó, tàn tú xum xuê hết ha. Dạ cặp này thì em sẽ giao lưu với nhà mình giá là 650, bên vườn sẽ bao phí vận chuyển cho mình nha cả nhà. Đây cặp này giao lưu với mình 650 nha, vườn bao phí vận chuyển ha. Đây cả nhà, rất là đẹp nha, mình nên sưu tầm cặp này mình chơi Tết nha cả nhà. Rất là ok luôn. Dạ ai thích thì sưu tầm nha cả nhà. Hàng 3 mùa liền cốt nha. Rồi em sẽ cho cả nhà mình xem lại cái cây nha cả nhà. Rồi em cầm một cái chậu lên cho cả nhà mình xem để mình so sánh cái tàn đó nha. Nó cả nhà, trộn cái tàn nó tròn do luôn cả nhà, nó rất là đều ha. Rồi cho cả nhà mình xem cái tàn cây bên đây nha. Đây nè cả nhà. Nó cái tàn đó nè. Rất là to luôn nha cả nhà. Rồi ha. Cặp này là 650, vườn bao phí vận chuyển nha. Mã số là B11 cả nhà. Dạ tiếp theo là mã số B12 bên vườn nha cả nhà. Dạ B12 là một cây đại lộc cả nhà. Cây này hàng 3 mùa liền cốt nha cả nhà. 3,5 mùa liền cốt cả nhà, em hay nhầm hoài à. Tại vì hôm tới là được 3 mùa rồi cả nhà. Tới bây giờ là hơn nửa năm thì được 3 mùa rưỡi liền cốt. Đây cả nhà, cái này cao tầm
khoảng chừng 60cm trở lên nha cả nhà. Cây này thì hôm nay em có giới thiệu với mình ha, chung một lô nha. Dạ cây thì nó rất là cứng cáp ha. Và hàng này thì hàng chơi Tết nó đã ôm nụ cho mình cả nhà. Đại lộc thì hoa rất là đẹp nha cả nhà. Rồi ha, cây sum xê cành nè cả nhà. Dạ cây này thì em giao lưu với nhà mình giá là 320 ngàn nha, vườn bao phí vận chuyển cho mình ha. Đây cả nhà, hàng đại lộc nha. Cây rất là ok cả nhà ha. Rất là nhiều nụ nha. Rồi cả nhà, tiếp theo là cái mã số B13 bên vườn nha cả nhà. Dạ B13 thì em sẽ giới thiệu với mình, đây là một cây cúc hoa hồng thanh tú cả nhà. Cây này thì ghép được hai mùa nha cả nhà. Và hiện tại thì cây nó đang có nụ luôn cho mình chơi Tết nha. Cúc hoa hồng thanh tú này là em để ngoài nắng được luôn nha cả nhà. Thường là sẽ che lưới lan cả nhà. Thì những cái cây ở trong lưới lan cả nhà, lá nó sẽ xanh mướt và bóng ha. Cây này thì em để ngoài nắng cả nhà, nó quen với nắng luôn ha, nên là cả nhà mình có thể yên tâm về mình để ngoài nắng được luôn, trồng đất được ha cả nhà. Rồi mình lấy bo cũng được và mình chơi Tết cũng được luôn nha. Rồi cả nhà, đây là cái gốc ha, em cho cả nhà mình xem gốc nha. Cái hoành của nó cả nhà, cái hoành của nó tầm 10cm nha. Và chiều cao của nó tầm 50cm ha. Cái cây này thì em chưa chỉnh sửa cả nhà, cái này em chỉ quấn đọt thôi ha. Cái này mình về mình chỉnh sửa là rất là đẹp nha cả nhà. Rồi ha, cây này thì hiện tại nó đang có nụ nè cả nhà, đang cho mình chơi Tết nha, nụ rất là nhiều cả nhà. Đây ha, cả nhà mình xem cái dàn nụ của nó nha. Hoa hồng thanh tú thì nó rất là sai hoa nha cả nhà, mình có thể yên tâm ha. Và em bán bên em thì bao giống cả nhà mình luôn nha. Rồi cả nhà, đây là cái mặt hoa cúc hồng thanh tú cả nhà, nó mới chớm nở như thế này thôi ha. Ngày mai cả nhà nó sẽ bung một cái bông rất là đẹp nha cả nhà. Và cái cây này thì nó có hai mặt hoa cả nhà, cúc hoa hồng thanh tú thì có hai mặt hoa nha. Một là có nhụy, hai là không nhụy cả nhà. Rồi cái mặt hoa này là không có nhụy nè cả nhà. Đó, cái búp này nó mới bung lên thế này là không có nhụy nè cả nhà. Nhìn rất là đẹp nha. Em thích cái mặt hoa không có nhụy cả nhà, nhìn nó lạ lắm. Nó tựa tựa như hồng huyết long nha, nhưng mà nó đẹp hơn tại vì nó giống như một cái hoa hồng cả nhà, nó bung ra bung đều hết, những cái cánh nó xíp lớp mà nó không có nhụy cả nhà, nhìn nó lạ lắm. Nhìn nó đẹp ha. Rồi cái cây này thì em sẽ giao lưu với nhà mình giá là 500 ngàn nha. Em bao phí vận chuyển luôn cả nhà. Cái cây này có một cái dáng rất là đẹp nha cả nhà. Đây là nó lắc như thế này nè, rất đẹp nha. Cái này mình sửa tàn rồi cả nhà. Là chơi Tết là ok luôn ha. Về này mình thay chậu cho nó nha. Em để trong cái chậu xi măng này em nuôi cả nhà ha. Thì khi mà gửi cho mình thì em sẽ dỡ cái chậu nè. Cây này thùng chậu nha cả nhà mình nhìn nè. Đó, cây rất là chắc chắn luôn, thùng chậu luôn cả nhà. Bó bầu cho mình nha. Đây cả nhà, cái củ đế rất là đẹp nha cả nhà. Rồi cái dáng nó cũng lắc nữa ha. Rồi cái này 500 vườn qua phí vận chuyển cả nhà ha. Đây là mã số B13 bên vườn nha cả nhà. Rồi ai thích thì liên hệ em sưu tầm nha cả nhà. Cúc hoa hồng thanh tú ha. Cái này thì bao chủng giống cả nhà mình nha. Rồi em cho cả nhà xem cái tàn phía trên, cái nhà nó rất là to nha cả nhà. Rồi ha, cái độ rộng của cái tàn tầm 60cm nha cả nhà. Đây. Rồi cái này là mã số là B13 bên vườn cả nhà, 500 vườn qua phí vận chuyển nha. Rồi tiếp theo cả nhà, đây là mã số B14 bên vườn cả nhà. Dạ B14 thì em sẽ giới thiệu với mình cả nhà. Đây là một cây giảo nhung nha. Ủa cái này B15 chứ ta. Hồi nãy đầu tiên là em giới thiệu với mình là một cặp siêu nậu. Cái thứ hai là cặp cúc thọ hương. Đúng rồi. Tại vì ngày hôm qua lên tới cái mã B9. Đúng rồi. Dạ cái này là B14 nha cả nhà. Rồi B14 bên vườn là một cây giảo nhung nha. Hàng này là 2,5 mùa liền cốt cả nhà. Hàng này mình chơi Tết nha cả nhà. Cái gốc của nó rất là đẹp cả nhà. Cái củ nở ha. Củ nở và đế nó cũng hơi nơm nơm cả nhà ha. Cái gốc ghép của nó tầm ngón tay cái của em nha. Cái hoành chỗ này chắc cỡ 6-7cm cả nhà. Rồi cái thân đi lên của nó tầm 5cm nha. Đây cả nhà, nó đang có nụ ha. Hàng này thì mình chơi Tết ok nha cả nhà. Dạ cây cao là khoảng chừng 50cm và cái tàn rộng của nó là khoảng chừng 35-40cm cả nhà. Rồi hết cây này thì em sẽ giao lưu với mình giá là 300 ngàn vườn bao phí vận chuyển cho mình nha. Dạ cây thùng chậu nha cả nhà. Cái tàn cả nhà ha, cũng rất là ok nha. Dạ cây già mùa liền cốt nha. Rồi mình thích thì mình sưu tầm nha cả nhà. Mã số là B14 bên vườn nha. Dạ ngày hôm nay thì em sẽ giao lưu với mình 5 mã thôi cả nhà. Ngày mai em sẽ tiếp tục giao lưu ha. Rồi cả nhà, mình có thích cái mã nào thì mình liên hệ với em nha. Số điện thoại của em là 0984 955 952 nha cả nhà. Chào tạm biệt cả nhà mình nha.